Lô này có 5 cây nha bạn, trung nu. Lá trung truyền thống mình á. Mà nu ghê không? Quá trời nu luôn nè. Mấy cây này là giống người ta có chọn lọc rồi. Ta chọn mấy cái giống mà nu nhiều các bạn. Ta chiết cành ra, ta trồng số lượng lớn. Thì nó nu dữ lắm. Chứ không phải như trung nu hồi xưa. Trung nu hồi xưa là có một số cây nó nu, có một số cây nó không nu nha bạn. Tại giống người ta không chọn lọc, người ta trồng ngẫu nhiên thôi. Còn bây giờ như người ta trồng quy mô công nghiệp rồi, giống người ta chọn lọc hả bạn. Lô này có 5 cây nha các bạn. Nói chung cái này mình cắt từ heo thôi. Nếu cái này nếu ấy phải cắt cái chỗ này rồi. Nó lùn ở chọn cục nung ở chỗ này nè. Cắt cái này cây nó lùn xuống. Mấy cây này, cái này đoạn thằng có 20. 22 chứ lộn, 22. Cái hoành là cái hoành nó khoảng 30 nha các bạn. Xét gốc là khoảng 30 đó nha. Mấy cây này là dao động từ khoảng 25 đến 30. Mấy cây này đế là người ta cũng có xử lý sơ sơ rồi nha bạn, không phải cây sắp đế nhưng mà đế nhìn nó đẹp. Mấy cái dòng công nghiệp. Nhà bên nó hát hơi ồn tí xíu nha các bạn. Lô này có 5 cây nha các bạn. Mấy cái này hồi xưa người ta có uống cây gọng này, gọng chữ C, đa phần gọng chữ C. Cây này cây số 1 nha các bạn. Cây này cây số 1. Trời, cái bên nó hát quá trời, mấy bạn chịu khó nghe tí xíu. Cây này cây số 2, trung nu nha các bạn, lá trung truyền thống mình á. Còn cái dòng lá kim chỉ có kim thanh mai là nó có nu thôi nha, với kim ba xưa đó. Kim ba xưa là giống như đột biến của kim thanh mai là nó có nu thôi. Còn một số như kim giòn rồi nó không có nu đâu nha các bạn. Nu mấy cái này nu quá trời. Cây số 2. Cây số 3. Cây số 3 cái đế đẹp nó bọt. Bọt xuống. 3 nha bạn. 3 cao cả trên nước rồi. Mấy cây này dao động từ hoành. Nếu mà mình đo sát gốc là khoảng 30 nha bạn. Tại mình cầm không hết luôn à. Nở cái củ. Còn những cái thân này khoảng 20 mấy nha bạn. Thân này khoảng 23, 24. Cây số 3 nha bạn. Cây số 4. Cây số 4 có cụ bự. Tại mấy bạn thích cao, cao thấp. Nhưng mà thích cây lùng, cứ nửa tán xuống lùng tí xíu. Bạn tán lùng chỗ này nuôi lại luôn cũng được. Lùng ở chỗ này cũng được, nuôi lại. Còn nếu tông cao chút nữa, lỡ lỡ cũng được. Cao tí. Nói chung mình cắt trừ hao thôi bạn. Còn tùy theo sở thích gì bạn cắt. Với lại đế mấy bạn về, mình chỉ tỉa sơ sơ cho thấy cái hình thôi chứ chưa tỉa kỹ nữa. Làm hết các bạn ơi. Cây này cây số 4 nha các bạn. Bạn mua cây nào thì bán lẻ mình cũng bán. Nếu mua nguyên hết nguyên lô thì giá khác. Còn cứ mua lẻ là giá như tiêu đề các bạn. Mua nguyên lô, nguyên lô 5 cây. Mua một lần 5 cây thì mình giảm tí xíu nữa. Còn nếu mà mua vài chục cây đổ lên thì giá khác nữa các bạn. Mua số lượng lớn thì đương nhiên giá nó phải khác rồi. Rồi, xem nó rớt điện thoại mình luôn rồi. Cây số 4 nha các bạn. Cây này cây số 5. Dư âm Tết vẫn còn chưa hết. Nhà bên nó vẫn còn ca hát sùm. Bữa nay ra đường nhiều khi không khí nó còn vui hơn lúc Tết đó các bạn. Ra đường người ta đi làm việc lại xe nó chạy nhiều hơn lúc mà tết gì mà mình ra đường không thấy ai. Một phần là ta ở trong nhà, một phần là đấy, người ta không có đi làm á. Cây số 5 nha bạn, 5 cây. Nếu mua hết 5 cây thì giá nó giảm nữa bạn, giảm tí xíu nữa. Còn như mua từng cây thì giá như tiêu đề, mua lẻ giá như tiêu đề, tại tiền ship nó hết phần đó nè. Cây này cây số 5 nha bạn. Cái này là dòng trung nu nha bạn. Trung nu mà nó nu nhiều người mới dòm sơ là nhiều khi không phân biệt, nhìn y như cây lá lớn bạn. Nu này giống nu lá lớn. Nu này giống rất là giống nu trung sim với lại nu mặt khỉ luôn.